giá rẻ và tầm trung mới. Camera ống kính quang học ZEISS Optics và công nghệ màn hình Pure Display trên Nokia 7.2 và Nokia 6.2 cho chất lượng hình ảnh cao. Xem video định dạng HDR. Nokia 7.2 khởi điểm từ 668 đô la Mỹ, có các màu charcoal, cyan green và ice với tùy chọn bộ nhớ 6GB hoặc 128GB. Smartphone được trang bị camera 3 ống kính 48 megapixel cực mạnh kết hợp công nghệ Quad Pixel và ZEISS Optics cho chất lượng hình ảnh rất cao. HMD Global cũng trang bị cho Nokia 7.2 công nghệ xóa phông chuyên nghiệp như trên máy ảnh DSLR, kết hợp với công nghệ chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu được hỗ trợ bởi AI. Trong khi đó, Nokia 6.2 có giá bán 230 đô la Mỹ với hai màu Ceramic Black và Ice, dung lượng bộ nhớ 4GB hoặc 128GB. Điện thoại cũng được trang bị 3 camera và công nghệ Pure Display cho chất lượng hình ảnh rất cao. Nokia 110 có giá bán rẻ nhất trong số này, chỉ 52 đô la Mỹ với các màu xanh, đen và hồng, máy hỗ trợ 2 SIM, tích hợp phần mềm MP3, camera, đài FM và game rắn săn mồi. Đại diện HMD Global cho biết, Nokia 7.2 và Nokia 6.2 sẵn sàng nâng cấp lên Android 10 và có trải nghiệm sử dụng thú vị.